Hoa Liên xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 16 tháng 6 năm 2017. Đến với chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay gồm có: phần 1 là bản tin tháng 6 của cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Trong phần 2, Hoa Liên xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Những Vì Sao Chiếu Sáng với luật gia Bích Hà. Để mở đầu chương trình, Hoa Liên xin kính mời quý vị theo dõi bản tin tháng 6 của cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam do Hội Võ Bị vùng Hoa Thịnh Đốn thực hiện. Thủy Tiên xin kính chào quý khán thính giả và đại gia đình Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Thủy Tiên xin nói thay dự hiện kỳ này. Vì lý do kỹ thuật, chương trình tháng 5 của chúng tôi đã được dời qua tháng 6 năm 2017. Chúng tôi xin thành thật cáo lỗi quý khán thính giả. Chương trình của chúng tôi hôm nay gồm có tin tức sinh hoạt nội bộ, phóng sự du lịch Alaska bằng cruise. Trước hết là tin tức sinh hoạt nội bộ, tin tổng hội, gói báo đa hiệu. Xin trích dẫn thư của Tổng đoàn trưởng Thanh Thiếu niên Đa hiệu Tammy Thủy Huỳnh đăng trên diễn đàn Tổng hội. Còn xin cảm ơn chú Lê Khắc Phước, khóa 25, đã gửi hình ảnh ngày gói báo lên diễn đàn. Xem hình cô chú bác với nụ cười tươi trên môi làm lòng con hạnh phúc và luôn ngưỡng mộ tinh thần làm việc vì tập thể Võ Bị. Chúng con biết ơn đến quý cô chú bác nhiều lắm. Nhân đây, chúng con xin kính gửi đến lời cảm ơn đến quý chú bác trong ban biên soạn đã bỏ nhiều thời gian và công sức để thực hiện đặc sang đa hiệu 110. Hết trích. Tin hội địa phương. Ngày 21 tháng 5 năm 2017, Đoàn Thanh Thiếu niên Đa hiệu Hội Võ Bị Hoa Thịnh Đốn đã tổ chức một cuộc họp để sắp xếp các chương trình cho tới cuối năm 2017 như sau. Đoàn đã đóng góp một số tiền để xây dựng tượng đài tri ân anh hùng tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Westminster, Nam California. Cứ mỗi 2 tháng, đoàn sẽ có một cuộc họp thường kỳ. Đoàn dự định sẽ có buổi picnic của đoàn và sẽ tham dự picnic năm nay của Đoàn Thanh Thiếu niên Đa hiệu Pennsylvania để thắt chặt thêm tình thân hữu. Đoàn dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc ra mắt đoàn vào tháng 11 năm nay. Hội Võ Bị Hoa Thịnh Đốn xin thần chúc Đoàn Thanh Thiếu niên Đa hiệu Hoa Thịnh Đốn được thành công trong mọi dự tính. Hàng năm, cứ vào ngày lễ Memorial Day, tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn có một cuộc diễn hành rất lớn. Trước đó một ngày, tức là ngày thứ Bảy, là cuộc diễn hành của hàng chục ngàn motorcycle từ khắp nơi trên nước Mỹ đổ về. Ngày hôm sau, Chủ nhật, là cuộc diễn hành Memorial Day để tưởng nhớ đến các chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh trong các chiến trận như trận nội chiến Hoa Kỳ, Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, Chiến tranh Đại Hàn, Chiến tranh Việt Nam và các chiến tranh vùng Trung Đông vẫn còn tiếp diễn. Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn, trong đó có Hội Võ Bị Hoa Thịnh Đốn, năm nào cũng tham gia một đoàn diễn hành đại diện cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia phối hợp với các cộng đồng bạn đã tổ chức một cuộc biểu tình tại công viên Lafayette Square trước Tòa Bạch Ốc vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Tư 31 tháng 5 năm 2017. Để phản đối Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ Cộng sản Việt Nam chà đạp nhân quyền, đàn áp tôn giáo và bày tỏ ủng hộ các cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ của đồng bào tại quốc nội. Phóng sự du lịch Alaska bằng cruise. Hôm nay kính chào quý khán thính giả. Kính mời quý vị cùng với Kim Lai đi thăm vài thành phố của tiểu bang Alaska bằng cruise ship. Tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ nằm về phía tây bắc của lục địa Mỹ. Alaska là tiểu bang có nhiều tài nguyên thiên nhiên, diện tích lớn nhất và tiểu bang ít dân đứng hàng thứ tư của Hoa Kỳ. Gần một nửa dân số này sống trong vùng đô thị Anchorage. Kinh tế của Alaska là các ngành dầu mỏ, khí thiên nhiên, ngư nghiệp. Du lịch cũng là một lợi tức quan trọng của nền kinh tế Alaska. Ngày 30 tháng 3 năm 1867, Hoa Kỳ mua Alaska từ nước Nga. Alaska trải qua một vài thay đổi về mặt hành chính trước khi được công nhận là tiểu bang thứ 49 của Hoa Kỳ. Thành phố Juneau là thủ đô của tiểu bang Alaska từ năm 1906 và được dời từ thành phố Sitka. Juneau là tên của ông Joe Juneau, một người đi tìm vàng thời đó. Dân số của Juneau theo thống kê năm 2010 là 31.275 người.
Dạ, đây là cái thành phố Skagway, là cái nơi điểm ngừng thứ hai. Skagway là một hải cảng cho các cruise ship cập bến để cho các du khách xuống thăm viếng. Thành phố Skagway tuy nhỏ nhưng rất khang trang. Dân số hải cảng này có khoảng hơn 1.000 người sinh sống. Du lịch cũng là một lợi tức quan trọng trong nền kinh tế Skagway. Hàng năm vào mùa hè có khoảng trên 900.000 du khách thăm viếng. Nơi đây hãy còn di tích mộ phần của những người đi tìm vàng thời đó. Đặc biệt có đỉnh núi Summit tuyết phủ quanh năm, giáp với biên giới Canada. Kính mời quý vị thăm viếng vòng quanh Glacier Bay National Park và Totem Pole của Ketchikan. Ketchikan là một thành phố đông dân đứng hàng thứ 5 của tiểu bang Alaska. Chị cần có chị nhé, dạ, đi cùng một quốc dạ, với dạ, đi cái nhóm tài chi đó. Dạ, nhóm tài chi. Dạ, chị thấy thời tiết ở đây có đẹp không đẹp ạ? Đẹp quá, thì chị thấy không? Mình, trời dạ, quá đẹp. Mình không thể tưởng tượng được là ở Alaska đâu. Thấy không mình? Dạ. Mây mà mình nó đẹp đặc như thế này là gia đi tới Alaska ấm đến thế nào. Dạ, chị thấy. Còn chị đã quen với chị từ nãy giờ, biết tên chị rồi. Bây giờ chị cảm thấy Alaska như thế nào ạ? Mình thấy rất là may mắn cho những ngày đến đây chơi á, nắng ấm, không mưa, đẹp, đi chơi các nơi chỗ nào thoải mái ha. Dạ, dạ chị còn his video mẹ tôi chơi cái mặt quý nhân chị là gì chị? Đó là bà Hồng mà chị có thể đây đi chuẩn bị cả kia đây mà để đây Alaska thì thời tiết rất là đẹp, biển núi và tuyết. Trời ấm như vậy mà lại ấm nữa. Dạ, nhưng mà quá đẹp rồi. Thật ra mà tụi mình có một cái chuyến đi du lịch này rất là may mắn. Cảm ơn các chị nhiều. Kinh tế của thành phố Ketchikan sống nhờ vào kỹ nghệ đánh cá và các cơ sở của chính phủ. Du lịch cũng là một lợi tức quan trọng của nền kinh tế Ketchikan. Ketchikan còn là một thành phố có nhiều totem poles nhất thế giới. Totem poles là một nghệ thuật điêu khắc trên các thân cây gỗ và mỗi điêu khắc là một câu chuyện lịch sử. Chúng tôi đã được đến xem các nhà điêu khắc đang tạc những bức tượng trên thân cây Red Cedar. Loại cây này chỉ sống ở những xứ lạnh như Alaska và Canada. Em thấy là Kim Lai đang đứng trên đầu tàu cao nhất của cái tàu Ruby Princess. Và chúng ta đang rời khỏi cái Glacier Bay National Park. Thì thời tiết rất là ấm. Đây là hai chị mà Kim Lai gặp trên tàu. Dạ xin lỗi chị. Em là Mỹ Vân. Dạ. À, cô chào cô Mỹ Vân. Cô Mỹ Vân thấy trong cái chuyến đi này là có đẹp không hả? Dạ đẹp và rất là vui. Rất là vui, rất là đẹp đúng không? Dạ. Cái đẹp thứ hai nữa là mình ngạc nhiên nhất là thời tiết đúng không? Dạ đúng vậy, thời tiết không có là lạnh, rất là ấm. Dạ dạ. Dạ. Còn chị đi chung với chị đoàn Mỹ Vân. Dạ. Tên là Ngành Lương. À, Ngành Lương, chị Ngành. Chị Ngành đi trong cái chuyến này với bạn bè. Chị đi nhất là đi chơi đang làm gì? À, người đầu tiên đi tìm hiểu Mỹ Vân của mình. Dạ, rất vui. Rất là vui ha. Thời tiết rất là ấm. Hồi nãy mình còn không có mặt cái này luôn. Dạ, trên bây giờ mình đang đứng trên cái đầu tàu cao nhất của cái tàu Ruby Princess. This particular entrance made the reclamation of land following a glacial retreat. Xin kính chào quý khán thính giả và đại gia đình Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Xin kính mời quý vị đón xem chương trình kỳ tới.